Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư quý đồng đạo, đúng vào 4 giờ 30 phút sáng nay thì đoàn Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo do ông Nguyễn Huy Diễm, Phó Trưởng ban Thường trực Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo làm trưởng đoàn, thì cùng với đoàn xe lân, xe qua và chư quý đồng đạo tiến về tổ đình để thỉnh khai lễ và mời ban phụng tự tổ đình về chùa An Hòa Tự để làm lễ kỷ niệm 103 năm ngày đản sinh Đức Huỳnh Giáo chủ. Hiện tại thì phái đoàn đã về đến chùa An Hòa Tự, hiện tại đang là 6 giờ sáng ngày 25 tháng 11. Phái đoàn đã rước khai lễ vào chánh điện để chuẩn bị kính lễ các ngôi thờ, kính lễ chân dung Đức Thầy và cầu nguyện cho quốc thới dân an. Thì sau đây xin trân trọng kính mời chư quý đồng đạo cùng lắng lòng để theo dõi buổi cầu nguyện hôm nay, buổi sáng hôm nay nhé. Xin cảm ơn chư quý đồng đạo, xin trân trọng kính chào. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô
Thank you.